Hiện tại có rất nhiều những bạn trẻ đang quan tâm tới làm việc đồ họa. Mình cũng là một người như vậy. Đối với những người mà mới ra trường giống như mình, thu nhập không quá cao, việc sở hữu một thiết bị, một mẫu laptop liên quan tới làm việc đồ họa lên tận 50 triệu đồng là một chuyện gần như là không thể. Và vì thế một giải pháp tốt hơn đó chính là xây dựng một bộ cấu hình PC, xong mua thêm một mẫu màn hình rời có chất lượng gần tương tự thôi thì sẽ là một giải pháp rất tốt. Vì thế ở trong video ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một combo, một cấu hình kèm theo một mẫu màn hình nữa để phù hợp trong tầm giá khoảng 20 triệu đồng. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ lướt nhanh qua cấu hình thôi. Làm việc đồ họa sẽ có rất nhiều những bạn nào mà làm phần mềm như kiểu bộ công cụ của Adobe hay là bộ công cụ của AutoCAD, ví dụ như kiểu là AutoCAD và Adobe Premiere Pro hay là Photoshop, thì mình nghĩ một mẫu CPU khoảng 6 nhân là phù hợp rồi. Thế nên mình đã lựa chọn CPU Intel Core i5 1400F để có thể sử dụng. Và main sẽ là main B460 mà Plus Gaming. Mình chọn một mẫu main có bảo hành lên tận 5 năm bởi vì đây là main dòng thuộc dòng Top Gaming, tức là dòng có thể nâng cấp bảo hành lên tận 5 năm. Các bạn chỉ cần đăng ký thôi để đảm bảo cho những bạn mà sử dụng đồ họa sự bền bỉ nhất có thể. Mẫu main này sẽ phù hợp với tất cả nhu cầu của các bạn. Và liên quan tới một phần nữa đó chính là về phần CAD đồ họa. CAD đồ họa thì đối với những bạn làm bộ công cụ của AutoCAD chẳng hạn, bộ công cụ AutoDeck ấy, các bạn vẽ thì các bạn có thể vào để bật chế độ 3D lên, tùy chỉnh 3D xong CAD đồ họa sẽ hỗ trợ các bạn thì các bạn vẽ sẽ mượt mà hơn. Còn render thì render bằng phần mềm Premiere thì mình nghĩ là render bằng GPU hay CPU đây là lựa chọn các bạn, cái này thì mình không biết được. Đối với CAD đồ họa sẽ là GTX 1650. Đây là phiên bản của TF Gaming, thế nên các bạn vẫn có thể đăng ký bảo hành mở rộng đến tối đa 5 năm. Vậy là chúng ta đã có hai linh kiện bảo hành 5 năm rồi. Bên thì bên 5 năm này, card 5 năm này, CPU thì 3 năm. Tức là 20 triệu đồng, cả màn hình, cả PC. Wow, rẻ phết. Về còn nguồn thì chắc chắn sẽ phải là nguồn công suất thực rồi. Nguồn 550W công suất thực đạt chuẩn 80+ đến từ Arrow Cool để hoạt động được bền bỉ nhất. Còn về phần vỏ cây thì mình chọn vỏ cây rất rẻ thôi, vỏ cây Kenno để có thể sử dụng. RAM, mặc dù main có thể hỗ trợ 4K RAM, thế nên mình sẽ chỉ mua trước 2 thanh 8GB với tổng dung lượng 16 thôi. Bạn nào có nhu cầu sử dụng thêm thì mới có thể lắp thêm vào. Và cuối cùng là về phần màn hình. Màn hình sẽ là màn hình tới từ HP. Chất lượng của màn hình này mình đánh giá tương đối tốt khi mật độ bao phủ màu sắc có thể đạt đến gần 100% giải màu sRGB sau khi mà mình mang đi cân lại màu, và độ sai lệch màu sắc delta E dưới 2, với độ sai lệch màu sắc cao nhất là màu xanh da trời, delta E là hơn 6. Tuy nhiên trong tầm giá khoảng 20 triệu, trong khi cái mẫu màn hình chỉ 3,5 triệu thì mình đánh giá đây là mẫu màn hình rất tốt để có thể sử dụng ở trong tầm giá. Các bạn nào có nhu cầu tốt hơn hoặc là chi phí đầu tư cao hơn thì có thể lựa chọn những mẫu màn hình khác. Và bây giờ thì mình sẽ test nhanh qua một số phần mềm để cho các bạn thấy được là khi kết hợp các combo phù hợp và bảo hành cao sẽ như thế nào. Đầu tiên thì với phần mềm Premiere Pro, như các bạn thấy đây là một file dài 12 phút, một file video của chúng mình thôi. Mình không chèn quá nhiều hiệu ứng vào đây, chủ yếu là các layer với lại âm thanh thôi. Đây, 12 phút. Và mình sẽ export ra. Thông thường thì sẽ có nhiều cách để các bạn có thể làm được, tuy nhiên thì đây sẽ là một video mang tính chất tham khảo, thế nên mình sẽ lựa chọn thiết lập có sẵn là thiết lập YouTube 1080p Full HD. Thì các bạn đây nhé, các bạn nhìn thấy các bạn chỉ cần kéo bất kỳ một thanh điều chỉnh nào ở đây phát thì lập tức ở đây hiện tượng custom luôn. Và mình sẽ tiến hành export. Thì trước khi đây các bạn có thể nhìn thấy là độ nặng của file là 1,4GB. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu render. Render thời gian đầu rất nhanh, các bạn có thể nhìn 6 phút thôi, nhưng mà chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ lên khoảng chừng 20 phút. Ở đây lên được 9 phút rồi này. Hiện tại mình đang có ở đây một file After Effects tương đối nhẹ nhàng. Mình đã chọn sẵn thư mục rồi. Thì đây là cái setting mình sẽ để ở quality là best thôi. Và mình sẽ chọn file là file AVI và mình sẽ bắt đầu render. Thật ra thì đây không phải một file quá nặng, nếu mà nặng quá thì so với mẫu CPU là Intel Core i5 sẽ khá là khó khăn đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Thông thường thì máy của mình đang sử dụng tại công ty hiện tại đang là i7 thì cũng giật không kém như này đâu, nên các bạn đừng lo lắng gì cả. Và hiện tại các bạn nhìn thấy đây nó chỉ là preview thôi. Tí nữa render ra chắc chắn nó sẽ mượt.
sang đến một phần mềm nữa cũng thuộc của Adobe, đó là Photoshop. Thì ở đây là một file landing page thông thường bên mình, là mình đã chèn được rất nhiều các layer rồi. Và các bạn nhìn thấy vuốt thì tương đối nhẹ nhàng thôi, còn bạn nào mà làm Illustrator thì sẽ khác. Mình thì mình chỉ biết làm Illustrator, mình chỉ biết dùng mỗi Photoshop thôi. Có ở đây là mình các bạn thấy tương đối nhiều các layer và không hiện tượng quá giật lát. Hơi giật một tí thì các bạn cũng phải là gọi là chấp nhận thôi, bởi vì đấy là bản chất của phần mềm rồi và tùy thuộc vào layer các bạn chèn vào. Có thể một số bạn thấy quá trình test hiệu năng vừa rồi nó bình thường thôi, bởi vì cái combo này mức giá chưa được khoảng độ 20 triệu đồng, trong khi đấy bộ PC thì khoảng 16 triệu, mà muốn kiểu mượt mà như kiểu đắt tiền thì rất là khó. Thế nhưng khi các bạn mua bộ PC rơi khoảng độ 16 triệu đồng thì các bạn sẽ có hai lựa chọn khuyến mãi. Lựa chọn đầu tiên, các bạn sẽ được lựa chọn một bộ quà nào đó miễn là trong tầm giá 1 triệu đồng. Và cái thứ hai, các bạn sẽ được trừ trực tiếp 900 nghìn vào mức giá của PC. Hoặc là các bạn có thể lấy 900 nghìn đấy mua mẫu màn hình này, mẫu màn hình của HP có mức giá khoảng độ 3,4 triệu, trừ 900 nghìn sẽ còn 2,5 triệu. 2,5 triệu để sở hữu một mẫu màn hình 23 inch, màu sắc tương đối đẹp để có thể làm đồ họa cơ bản. Thì mình nghĩ đây sẽ là một món hời cực kỳ lớn. Còn riêng về bàn phím chuột hay tai nghe thì sẽ là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Mỗi một người kiểu cơ bản không thích dây dợ lằng nhằng như mình thì mình sẽ lựa chọn bộ bàn phím với chuột không dây, giá tương đối rẻ, chỉ khoảng 300-400 nghìn. Thế nhưng có những người lại sự lựa chọn một bộ bàn phím chuột đắt tiền hơn cơ, thì khi đấy mức giá đầu tư sẽ hơi khác như này. Và nếu như bạn nào quan tâm hay muốn chúng mình làm thêm về những bộ PC liên quan đồ họa, những combo đắt tiền hơn nữa, thì hãy để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.